Video này được tài trợ bởi gaza.vn. Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hoangphucphoto.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta thêm cái chi tiết da, cái vân da ở trên hình chụp chân dung ha. Rồi, chào các bạn, nếu như là lần đầu em đến với kênh của mình, hãy nhấn nút like, nút subscribe và nhấn nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình nhé. Ok, và chúng ta bắt đầu vô video. Mình gặp rất là nhiều bạn hỏi mình, đó là tại sao những cái nhiều cái hình của các bạn up lên trên những cái group á, nhìn cái chi tiết da nó sẽ rất là đẹp, nhưng mà tại sao hình của các bạn không được như vậy? Thì đó là một vài cái lý do. Thứ nhất á, là hình của bạn có thể độ phân giải tương đối thấp. Ví dụ như là hình này của mình chẳng hạn như vậy, nó tương đối thấp cho nên cái chi tiết nó không còn. Cái thứ hai nữa là khi các bạn chụp á, các bạn để cái khẩu nó nông quá. Ví dụ như là các bạn mở khẩu hết cỡ là 1.8, 1.4 gì đó các bạn chụp, thành ra là cái vân da của mình nó bị biến mất. Bởi vì nó không nằm ở trong cái đốp, nó không nằm ở trong cái vùng mà lấy nét của mình, mà chỉ lấy nét mắt thôi chẳng hạn như vậy đó. Thì cái phần da ở phần má hay là đâu đó phía trước này nó bị mất. Đó. Thì cho nên nhân đây mình nói các bạn luôn, nếu như các bạn chụp hình á thì cố gắng để khẩu nhỏ nhất nó loanh quanh từng 2.0, 2.2 thôi là nó sẽ đẹp nha. Đừng mở khẩu hết cỡ nếu trong trường hợp ánh sáng ok mà các bạn muốn hình cho nó xóa phông kiểu thế. Rồi chúng ta quay lại vấn đề chính, đó là các bạn sẽ thêm cái vân da này vào làm sao cho nó hợp lý ha. Thì ở trong cái Photoshop nó có một cái đó là texture ha. Vân da, cái chi tiết da hay là cái vân da người ta cũng gọi là skin texture. Texture đó là chi tiết đó, hay là cái vân đó. Thì các bạn vào trong filter gallery, các bạn sẽ thấy cái mục là texture ở đây ha, mục texture này. Đó, thì các bạn có thể thấy luôn cái hình kiểu như này ha. Texture, đó, đây là cái texture laser này. Rồi, thì để làm được cho nó đẹp và tự nhiên và dễ điều chỉnh, các bạn sẽ làm như sau. Các bạn tạo một layer mới giúp mình. Các bạn vào layer, chọn new, chọn layer. Đây, có một layer mới rồi, các bạn bấm ok ha. Tiếp theo các bạn fill, phủ cái layer này bằng một cái hiệu ứng như hồi nãy. Các bạn mình thử ở background này và mình mở vào cái filter gallery, các bạn sẽ thấy là nó add trực tiếp lên hình luôn, nó add trực tiếp lên hình luôn. Thành ra có một vấn đề, đó là khi các bạn muốn điều chỉnh ở những khu vực tùy ý, hoặc là các bạn làm cho nó nâng cao hơn chẳng hạn như vậy, thì sẽ không làm được. Cho nên là các bạn sẽ cần phải hơi có trick một chút. Chúng ta sử dụng một cái blending mode là soft line. Cái đặc điểm của cái blending mode soft line này á, đó là nó thay đổi cái contrast của hình đó và so sánh với hình dưới. Đại khái là nếu như cái layer 1 này, cái điểm nào mà màu nó tối hơn điểm dưới, tối hơn cái vùng ở phía dưới, cái layer phía dưới á, nó sẽ làm chìm tối hình đi. Còn nếu như cái nào là màu sáng á, thì nó sẽ làm cho hình của ta nó sáng hơn, những khu vực ở dưới nó sáng hơn. Thì chúng ta lợi dụng một cái như vậy để chúng ta hiểu một chuyện là tối thì nó sẽ tối hơn, sáng nó sáng hơn. Nhưng nếu như là 50% màu bạc, màu xám đó, thì nó sẽ không thay đổi gì cả ha. Và nó cho chúng ta một cái lớp để chúng ta có thể thêm cái texture vô và không bị ảnh hưởng gì cả. Đó là như sau, các bạn sẽ fill nó một cái lớp, đó là fill này. Chọn là 50% gray, 50% gray, 50% màu xám đó ha. Bình thường nó sẽ là foreground hay là cái gì đó, các bạn chọn là 50% gray. À, chúng ta chọn ok. Rồi, nó sẽ fill. Ở đây nó đang là soft line này. Các bạn sẽ thấy nó không bị ảnh hưởng gì cả. Ví dụ như là đây, bình thường nó sẽ là như này. Khi các bạn fill nó sẽ lên như thế này. Nhưng khi các bạn để là soft line, không có gì xảy ra cả. Lý do là bởi vì nó là màu xám và nó không thay đổi cái contrast, không thay đổi cái độ tương phản ha. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ làm cho mình vào filter, chọn là filter gallery. Ở phiên bản cũ hơn thì filter gallery hoặc là texture nó sẽ nằm đâu đó ở dưới này ha. Nhưng mà nếu phiên bản mới các bạn từ CC 2015 trở lên, nó sẽ nằm ở filter gallery. Các bạn click vào filter gallery, chuyển sang cái mục là texture giúp mình ha. Đây, texture, chọn là texture laser. Ở đây các bạn có thể chọn là sandstorm bridge hoặc là cái gì? Đừng chọn bridge, hình như là cái gạch, nó buồn cười lắm. Như đây mình để là sandstorm thì mình cảm thấy nó giống cái chi tiết da nhất ha, giống chi tiết da kiểu lỗ chỗ kiểu thế ha. Rồi, cái scaling là độ gọi là như thế nào cho các bạn dễ hình dung nhỉ. Cái texture này thực ra là nó là một cái lớp những cái texture mà Photoshop làm sẵn. Thành ra khi các bạn scaling, các bạn tăng lên thì cái mật độ của nó sẽ giảm đi, có nghĩa là cái hạt nó sẽ lớn hơn. Còn khi bạn để scaling bé thì cái hạt nó sẽ bé hơn ha. Thành ra là tùy theo hình, tùy theo mức độ mà các bạn chọn như thế nào cho nó phù hợp. Để mình tạm thời, ví dụ như hình này mình để tạm thời là 77,
Replayer là độ nông hay là độ đó, độ nông, độ chìm thôi. Mình nghĩ mình để cái này mình thay đổi opacity được, cho nên các bạn cứ để mặc định đi. Ví dụ mình để 5. Đó, kiểu này ha. Và các bạn nhớ là ở đây chỉ có texturizer thôi nhá, và chúng ta chọn ok. Rồi, ở đây các bạn sẽ zoom vào để các bạn thấy rõ được là hình của ta đang như thế nào ha. Các bạn thể giảm opacity đi. À, như đối với mình thì cái hạt này nó đang tương đối là có thể hơi lớn một chút. À, mình sẽ giảm nó đi ha. Để giảm được á thì nó lại gặp một cái vấn đề khi các bạn để cái layer như thế này các bạn không điều chỉnh được. Thì chúng ta sẽ làm một cái trick nữa, tức là chúng ta chuyển nó sang thành một cái Smart Object. Smart Object sẽ cho các bạn được điều chỉnh những cái filter mà chúng ta đã thêm vào ha. Chúng ta sẽ tạo layer mới lại mới, mình vừa xóa cái layer cũ đi, mình cầm Control Shift N. Đó, chúng ta tạo layer mới, cũng chọn là Supply, cũng Edit Fill 50% Gray. Mình phải làm như vậy để cho các bạn hiểu cái Smart Object nó là cái gì nhé. Chúng ta sẽ chuyển cái này, bấm chuột phải. Đây, các bạn bấm chuột phải ở đây nhé, và chọn là Convert to Smart Object, hoặc là các bạn vào trong Layer, Convert Smart Object đây, Convert to Smart Object, để biến đổi cái layer này thành một cái Smart Object đây. Ok ha. Sau đó các bạn vào Filter, chọn Filter Gallery, cũng tương tự như vậy. Ví dụ như là mình để mặc định đi đây. Như này mình đang cảm thấy nó lớn quá ha, cái scaling nó lớn quá. Các bạn có thể chọn vào cái Filter Gallery này, click đôi vào nó ha, click đôi vào chữ Filter Gallery. Đó, nó sẽ mở ra cho các bạn điều chỉnh lại. Mình có thể điều chỉnh nó lại xuống còn cỡ 66 thôi, nãy 70 mấy đúng không? Đó, và chúng ta có một cái kết quả kiểu như thế này. Mình có thể giảm nhỏ hơn chút nữa chẳng hạn như vậy. Reply mình để 4 thôi, scaling mình để 60. Đó. Như vậy cảm thấy ok. Mình sẽ giảm opacity của cái skin texture, ví dụ mình là chi tiết da. Đó, mình để đặt tên nó là chi tiết da nhá. Mình giảm nó xuống là 70 đi hả? Đây, tầm này. Tắt bật cho các bạn dễ hình dung nhé. Rồi các bạn thấy nó không? Đó là trước sau đẹp hơn chứ ha. Rồi để cho nó tự nhiên hơn, chúng ta sẽ chỉ ép nó vào khu vực da thôi. Các bạn sẽ tạo một cái layer mask ở đây ha, hoặc là các bạn vào layer đâu rồi, new layer đây, layer mask, chọn review all. Đó thì nó sẽ ra như thế này. Các bạn sẽ bấm Ctrl Y hoặc là trên máy Mac Command Y, Y ngắn đó nha, Command Y, để chúng ta đảo ngược lại, hoặc là các bạn chọn cái Paint Bucket Tool, các bạn đổ màu đen lên cũng được. Rồi ở đây các bạn sẽ sử dụng cái brush màu trắng, opacity và flow 100% hết. Brush là brush màu trắng nhé. Đây, brush cho các bạn chọn là cái màu trắng giúp mình. Chọn ok. Sau đó các bạn sẽ để hardness là 0%, cái mềm đó, để cho nó mềm nhất. Ha, và chúng ta sẽ bôi lên khu vực da. Ha, bôi lên khu vực da. Nhớ là chúng ta sẽ chỉ bôi vào khu vực nào mà cái da của chúng ta nó nằm ở trong cái vùng nét thôi nhé. Còn cái vùng mà nó không nét, ví dụ như là cái vùng cổ chẳng hạn như vậy, nó đang nằm cái ngoài cái vùng nét á, nhìn nó xấu lắm. Có thể là ở khu vực mình cũng sẽ thêm một chút chẳng hạn như vậy. Rồi. Rồi, mình sẽ giảm opacity đi xíu. Ok ha. Rồi, tiếp theo nữa để cho nó đẹp hơn nữa ha, chúng ta sẽ lại làm một cái hơi nâng cao tí. Các bạn bấm chuột phải và chọn là Blending Option, hoặc là chúng ta click đôi vào cái khu vực trống trống ở trong cái layer này, click đôi. Đó. Ở trong bảng này nha thì nó sẽ có cái underlying layer. Các bạn sẽ giữ phím Alt, phím Alt á, phím Control Alt đó, Alt đó ha. Các bạn giữ phím Alt và các bạn kéo ở bên underlying layer này mở rộng ra một chút xíu. Để làm gì? Để khi mà các bạn chọn như vậy á, khi các bạn làm như này á thì những cái khu vực nó so sánh cái layer này với lại layer phía dưới mình đang làm với lại layer chi tiết ra nhé. Các bạn giảm như thế này xuống á, thì nó sẽ so sánh coi ở cái layer phía dưới á, chỗ nào là màu trắng nó sẽ xóa, nó sẽ ẩn bớt ha, nó sẽ ẩn bớt cái layer mà các bạn đang chọn đi, là cái layer chi tiết ra đó. Có nghĩa là gì, để cho nó dễ hình dung đó là khi mình giảm như thế này á thì ở những chỗ nào phần phía dưới này nó sáng thì cái chi tiết ra của chúng ta nó sẽ bị ẩn đi, và lúc đó chỉ ở khu vực tối chúng ta thấy thôi, và lúc đó nó sẽ tự nhiên nhất ha. Để cho nó đẹp hơn á thì các bạn giữ Alt này để nó biến đổi mờ mờ dần dần, và lúc đó nó sẽ đẹp nhất ha. Ví dụ mình sẽ giảm nó xuống tới mức độ này chẳng hạn như vậy đó, mình cảm thấy vậy là khá ổn. Chúng ta bấm ok và chúng ta có kết quả cuối cùng là như thế này. Đó, đây là trước sau, trước sau, trước sau, các bạn thấy cái thay đổi không? Đây là trước sau nè, đó chi tiết ra nè, trước sau.
Đó, các bạn có thể tăng opacity lên xíu nếu như các bạn muốn ha. Và đó là xong. Chúng ta làm cái tạo một cái chi tiết da tương đối gọi là nếu như các bạn làm lược nhanh thì nó cũng đơn giản thôi, còn như kiểu mình thì mình đang hướng dẫn cho anh em một vài cái bước gọi là nâng cao hơn, gọi là Photoshop nâng cao đó, nếu như anh em hình dung đó là nâng cao ha. Thì đó là toàn bộ video, hy vọng là anh em sẽ thích và giúp được nhiều cho anh em. Hình này thì cứ thế chúng ta lưu lại theo cái video mà mình hướng dẫn anh em để post hình lên Facebook làm sao cho nó chất lượng cao nhất có thể, đó là để kích cỡ dài là 2048 rồi lưu file PNG kiểu thế ha. Thì đó là toàn bộ video, hy vọng là anh em thích. Nếu như các bạn thích và các bạn muốn mình làm về cái video gì ở trong tương lai, các bạn nhớ comment phía dưới cho mình biết nhé. Bye bye anh em, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo. Ở bên này mình có những cái video khác này, các bạn click vào coi nhé. Bye bye.